Bạn biết mấy cái này là cái gì không? Mấy cái tay vậy đó, giống như phân tay các bạn nhìn đây. Một cái cây này cái hình nhìn vô cái điện thoại nhìn nó cái hình dáng nó giống cái con gì nè, cái con gì mà nó ngồi nó quẹo cổ nhìn ở cái đuôi luôn nè. Wow, cây này độc nha, cái đuôi các bạn. Hậu xin chào các bạn nha. Hôm nay ghé ông anh chơi, mình thấy cái vườn kiển của ông quá đẹp các bạn, nhìn đã lắm. Bây giờ mình sẽ review cho các bạn xem sơ quan vòng ha. Tết ở đây là cực kỳ luôn nha. Đây nè các bạn, nhìn cực kỳ không? Đặc biệt không? Đặc biệt nhất là ở chỗ này nè các bạn. Đây, bạn biết mấy cái này là cái gì không? Mấy cái lồng của máy giặt á, lấy mình thay cho cái chậu luôn. Nó giải nhiệt, cái thông khí rất là hay. Dự kiện này là vô giá nha các bạn, kỳ lắm ạ. Bây giờ mình sẽ lấy cận cảnh cho các bạn xem nha. Đó, thì sứ này, ồ cái sứ này có cái hình thù độc hết nè, độc thiệt chứ. Loại gốc này là nó bự vậy luôn hả? Đúng. Nó chia nhánh ra. Hình thù anh nhìn quái quái, nhìn giống cái con này. Đây, giống như phân tay vậy đó. Giống như phân tay các bạn nhìn được không? Giống như con thỏ, mình nhìn giống như con thỏ ngồi phân tay. Nó đặc biệt ở chỗ là cái chậu này nè, thay vì mình lấy chậu xi măng này thì mình làm thì nó quá bình thường nè. Bây giờ mình chơi cái này nó không đụng hàng luôn, nó vừa đẹp mà nó vừa thoáng. Lồng máy giặt mình sẽ review cho các bạn xem sơ quan vòng nha. Đây, cái hình dáng nó nhìn nó độc hết à, quái quái sao á, hiếm lắm, hiếm có mấy cái gốc cái gì cái này, thường là gốc thường thôi. Ồ, gốc đây cũng độc nữa nè. Ồ, cái này cũng khác giống hả, một loại cái nó khác. Ồ, chia quá trời nhá. Còn rất là nhiều nữa. Trong này mà tới Tết đám tối gặp cái này nha.
điểm này là mình canh nó vừa luôn đúng không? Cây này cực kỳ quá các bạn ơi, nhìn đẹp. Có thợ chăm sóc không, là mình tự chăm sóc nhà luôn hả? Hay học gì? Học kỹ thuật thì ghê dữ lắm không? Cây này tới thời điểm Tết là quá đẹp luôn. Cái cây này cái hình nhìn vô cái điện thoại nhìn nó cái hình dáng nó giống cái con gì nè, cái con gì mà nó ngồi nó quẹo cổ nhìn ở cái đuôi luôn nè. Wow, cây này độc nha, cái đuôi các bạn thấy cái mông bên này hay mấy cái chân này đầu. Quá đẹp. Đây em chủ vườn vườn kiển nha các bạn. Wow. Các bạn nhìn cây này các bạn biết cây gì đúng không? Mình thấy mặt trời nhưng quay hướng nào thì đầu cái bông nó sẽ ngã theo cái hướng đó. Hay thiệt. Cái này là chưa nở hết luôn không? Ồ quá, lại bắp cải các bạn ơi, đã cực kỳ. Công nhận mấy cái chậu này mình trồng thế làm như nó tốt, tốt lắm. Tốt ghê luôn á. Đây là cái lồng máy giặt nha các bạn. Mình lấy mình thay cho cái chậu kiển. Thấy nó bền hơn mà nó chất lượng hơn. Nó hay hơn. Wow. Bắp cải nhìn ngon quá. Gì đây? Bắp luôn. À, cải tím. Tím. Cải tím. Tay đẹp ghê. Bông này kêu bằng bông gì ta? Móng tay. Móng tay hả? Bông móng tay. Nói gì mới nghe luôn á. Đẹp thì chứ. Cái gốc mai này mới giữ nè các bạn. Cây này chắc cũng lâu năm ha anh Hoa. Đây, oh. Cái lồng máy giặt nó cũng bự lắm các bạn, mà nó tối ra một cái hút luôn nè. Hút luôn, quá vào, quá trời bự. Dữ vậy. Hả? Ừ. Xịt bự. Đây là sân vận động nha các bạn. Sân
sân bóng mini của ông anh bạn mình. Bạn nào có nhu cầu chơi bóng đá hay chơi kiển gì đó có hết. Sân này mới thành lập cũng được mấy tháng rồi các bạn, hai sân câu lạc bộ bóng đá mini. Nhìn rất đẹp các bạn ơi. Dự kiện này nếu mà ai có điều kiện mình chơi như thế này thì phải nói là cực kỳ. Rồi ok, xin chào các bạn nha. Chúc các bạn năm mới vui vẻ, an lành. Hẹn các bạn trong các video sau nha. Mình review chơi cho các bạn xem thử cái dự kiện của ông anh bạn mình chút xíu. Đẹp quá.